Hello, xin chào quý anh chị và các bạn đã trở lại với kênh của em Quang. Và hôm nay là ngày 7 tháng 6 và em Quang sẽ cập nhật nhanh giá toàn bộ xe em Quang đang có tại showroom. Quý chị đang quan tâm xe nào thì hãy nhấc máy liên hệ cho em Quang với số điện thoại là 0833088882. Và để cho quý vị không mất thời gian nữa, Quang sẽ cập nhật nhanh giá toàn bộ xe em Quang đang có ha. Chúng ta cùng đây thôi, let's go. Ok quý anh chị ơi, em Quang xin báo giá nhanh một vài em xe vừa mới lên showroom đây. Hay, một vài em xe vừa mới là showroom ha, chờ chút nữa những cái xe kia Quang sẽ cập nhật sau cho quý anh chị ha. Như trước mắt quý anh chị, đây là một em Toyota Fortuner máy dầu AT 1 cầu 2022 luôn quý anh chị, 2022 luôn. Và em này thì bản Legender 1 cầu ha, giá là em Quang đang chào bán là 1 tỷ 145 triệu, Euro 8.000 cây, xe màu đen. Thì cái xe này em Quang cũng chưa có quay chi tiết nữa nên là chắc là Quang sẽ ngày mai Quang sẽ quay chi tiết xe này ha. Legender đấy, 1 tỷ 100 mấy chục triệu đấy, 1 tỷ 145 triệu cho em xe này, Toyota Fortuner Legender dầu 1 cầu. Và quý anh chị nào mà thích 2 cầu thì chúng tôi sẽ cập nhật cho quý anh chị ha. Đang có một em 2 cầu ở đằng sau. Hyundai Creta thì em xe này quay cũng đã quay chi tiết rồi. Em này thì là sản xuất 2023, Odo em này 10.000 cây. À, xin anh chị, 8.000 cây, 9.000 cây. Em này thì hiện tại quay đang chào bán là 635 triệu cho em xe này. Bản đặc biệt, máy xăng 1.5. Bản đặc biệt, bản giữa ha quý anh chị. Em này là máy dầu 2.4 nha. Bên đây một em xe này em Quang cũng chưa quay đây, nằm ở trong đây hẹp quá chưa quay được cho quý anh chị ha. Toyota Fortuner, à lộn sao quý anh chị, Toyota Innova đấy, bản E 2.0 máy xăng, sản xuất là 2019, Odo là 97.000 cây. Và em Quang đang chào bán với mức giá là 535 triệu nha quý anh chị. Đây, bản E tuy là 97 nhưng mà quý chị nhìn cái vô lăng còn khá là đẹp ha. Đấy, cần số đây. Đấy, nó hơi tối nhưng mà quý chị nhìn thấy nè, gai góc sừng sùi nha. Đấy, 97.000 cây, sàn 5D nè. Đấy, giá 535 thôi. Innova chưa bao giờ rẻ như lúc này ha. Rồi đây, Fortuner Legender 2 cầu 2021, Odo 26.000 cây. Vạn Quang đang chào bán với mức giá là 1 tỷ 200 triệu cho em xe này. Máy dầu 2.8 nha, bản 2 cầu. Còn em này là bản 1 cầu. Đấy. Rồi, rẻ hơn một chút xíu thì em Quang có một em SUV gầm cao máy thoáng đến từ Thái Lan. Đây là một em tuy là hãng Mỹ nhưng mà lắp ráp tại Thái Lan nha quý chị. Ford Everest Titanium máy dầu 1 cầu 2020. Và 2020 này là 2020 đèn mới ha. Đây cái đèn vuông mới nha quý anh chị. Em này thì em Quang đang chào bán với mức giá là 895 triệu cho em xe này nha. Máy dầu 2.0 turbo ha. Rồi, cập nhật một chút xíu cho quý anh chị em Toyota Land Cruiser Prado. Em này thì quay vừa mới cập nhật lại giá. Hôm trước thì em quay đang bán với mức giá là 2 tỷ 120 triệu nha quý anh chị. Land Cruiser Prado, xe này quay cũng đã quay chi tiết rồi ha. Máy xăng 2.7, 2 cầu bản VX. Đấy. Em này hôm trước bán là 2 tỷ 120, nay em quay cập nhật giá cho quý anh chị là còn 1 tỷ 990 triệu cho em xe này. Giá thị trường giảm, quay giảm luôn. Đấy, xả luôn. Rồi, cập nhật một em xe này cũng đã quay chi tiết rồi nhưng mà cái xe này cũng là một trong những cái xe vừa mới lên. Mitsubishi Expander Cross 2023. Odo em này chỉ có 3.000 cây thôi, đã được chủ người ta lên cái màn hình hơn chục triệu nha quý anh chị, camera 360 luôn. Đấy, em này em quan chào bán mức giá là chỉ có 665 triệu cho em xe này thôi. Đấy, Expander Cross 2023 phun mới, đèn mới nha. Máy xăng 1.5. Rẻ hơn xe hãng khoảng gần 100 triệu. Rồi, Expander Cross. Sorry chị, em quay cứ nhầm Cross với nhau. Em này là Toyota Corolla Cross bản V 1.8 2022. Em này hôm trước em quay đang chào bán với mức giá là 815 triệu, nay em quay bớt cho quý anh chị là còn 795 triệu cho quý anh chị ha. Đây, Odo 40.000 cây. Đấy, 795 ha, cập nhật giá rồi, 2022 nha, bản V. Bản này là có Toyota Safety Sense nha quý anh chị. Rồi, Ford Everest Titanium máy dầu 1 cầu phun mới nhất. Đây, bản này là bản chưa update nhưng mà cũng đã được chủ người ta lên cam 360, lên màn hình đồ. Xe này thì là máy dầu 2.0 2022, Odo là 40.000 cây. Và hiện tại thì đây là em Quang chào bán với mức giá là 1199. Nhưng mà em Quang sẽ giảm giá cho quý anh chị là còn 1 tỷ 185 triệu, 1 tỷ 185 triệu cho em xe này nha quý anh chị, cập nhật giá mới cho quý anh chị ha. Đấy, hôm nay là cập nhật toàn bộ giá những cái xe mà vừa mới điều chỉnh nha. Rồi, Kia Sportage,
cái xe này thì nằm bữa giờ nè. Nhưng mà quý chị là mà đang xem xe này, mình sẽ bớt cho quý chị 5 triệu ha. Đây là Kia Sportage bản Signature, không có X-Line, 1.6 turbo máy xăng 2023, sản xuất 2023 nha. Odo chỉ mới có 6.000 cây thôi. Và em qua đang chào bán với mức giá là 995, bớt cho quý anh chị 5 triệu, còn 990 triệu cho em xe này. Hyundai Santa Fe máy xăng Premium 2021. Em này Odo là 26.000 cây. Em qua đang chào bán với mức giá là 1.055 tỷ cho em xe này. Thì em qua sẽ bớt cho quý anh chị 5 triệu là còn 1.050 tỷ ha. Premium máy xăng nha quý anh chị. Đấy. 2.5 ha. 2021 nha, Odo 26.000. Kia Sorento hiện tại quanh đang về tận 4 xe và 3 xe đang dọn ha. Và một xe đang nằm trên đây, đây là máy dầu bản 6 ghế Signature. Em này là 2022 logo cũ, 3M kia logo mới, và em sẽ sớm cập nhật sau cho quý anh chị ha. Đây. 2022 logo cũ nha. Odo em này là bao nhiêu quý anh chị? Odo em này em nhớ là 4 vạn. Và em quanh đang chào bán với mức giá hôm trước bán 1.035, nay bớt cho quý anh chị còn 1.018 tỷ thôi. Rồi Chevrolet Captiva, một em xe rất là xịn, giá ngang ngửa em Hyundai i10 Morning bản giữa thôi. Và em này thì công nghệ rất là nhiều, phụ tùng phụ kiện quý anh chị đừng lo, VinFast người ta vẫn hỗ trợ. Nếu VinFast người ta không hỗ trợ, em sẽ hỗ trợ cho quý anh chị, nhập về cho quý anh chị ha. Em có cả sự dịch vụ đạt chuẩn để làm bảo hiểm, bảo dưỡng, detailing, spa. Quý anh chị nào mà đang có nhu cầu làm cái dịch vụ đó thì cứ mang xe tới showroom của em qua nha. Rồi. Giá 465 triệu cho em Chevrolet Captiva LTZ 2017 này. Bên đây thì chúng ta có một em xe Peugeot 5008 GT Line 2022. Đấy, bản này là bản có ghế máy xa 1.6 turbo máy xăng. Em này thì em quay đang chào bán với mức giá là chỉ có 960 triệu cho em xe này thôi. Và quý anh chị đang xem video này, em sẽ bớt cho quý anh chị 5 triệu còn 955 triệu nha. Bản có ghế máy xa, có cửa sổ trời panorama toàn cảnh nha quý anh chị. Rồi, một em Hyundai Santa Fe xăng tiêu chuẩn, tuy là bản tiêu chuẩn thôi nhưng mà công nghệ rất là nhiều. Vì sao lại công nghệ nhiều? Chủ người ta lên ha quý anh chị. Lên một cái màn hình khá là to nè, màn hình ZTAC luôn. Camera 360 nè, xe có cảm biến trước sau, có hút kính luôn nha quý anh chị. Và đặc biệt là hãng người ta vẫn ưu ái để là cho chúng ta bộ loa Hamakadon, nghe rất là hay nha quý anh chị. Giá thì rẻ hơn em kia rất là nhiều. Em kia là 1.055 đúng không? Em này em quay bán cho 965 triệu thôi. Bởi vì đây chỉ là bản base, bản tiêu chuẩn thôi. Nhưng mà đời cao hơn 2022, Odo 30.000 cây, máy xăng 2.5 bằng em kia nha quý anh chị. Rồi một cặp Toyota Corolla Cross bản V, em 2020 luôn. Một em màu đỏ, một em màu xanh. Màu xanh ha, kề dơ thôi, dơ phủi ra, đây. Dễ dơ. Em này quay đang bán với mức giá là 698 triệu, em kia quay đang bán với mức giá là 725 triệu cho em xe này. Đó, cả hai em đều bản V. Tại sao con này là rẻ hơn, em này chạy nhiều hơn, em này Odo 50.000 cây thôi. Em này thì Odo là 30.000 cây. Đấy. Máy xăng 1.8 hết nha quý anh chị. Xe chiếc xe là chuẩn chỉ hết, cam kết cho quý anh chị không tai nạn, không cứng đụng, không ngập nước và động cơ số nguyên zin nha. Tiếp theo là một em xe SUV tiếp tục. Đây, đối thủ cạnh tranh với lại Toyota Corolla Cross, không khả năng là em này phân khúc thấp hơn chút xíu ha. Em này giá rẻ hơn, 665 triệu cho em xe này. Kia Seltos 1.6 Premium 2022, Odo 20.000 cây, giá 665 triệu nha quý anh chị, máy xăng 1.6 nha. Rồi, qua đây, em xe cũng vừa mới lên ha, và em quay cũng vừa mới quay video up lên rồi ha quý anh chị ha. Kia K3 1.6 Premium 2022. Đấy, em xe này thì Odo là 18.000 cây, và em quay đang chào bán với mức giá 595 triệu cho em xe này ha. Rẻ hơn xe mới khoảng khoảng bao nhiêu? Gần 100 triệu, khoảng 60 triệu, 70 triệu, khoảng 70 triệu anh chị, 70 80 triệu ha. Phải không ta? Em quay có nhầm không? À không, xe mới rồi. À không, đang rẻ hơn xe mới khoảng hơn 100 triệu. Xe mới đang gần 700 hơn quý anh chị. Em quay bán chỉ có 595 thôi. Xe mới lăn bánh là 700 hơn nha. Đó, rẻ hơn trăm triệu nha quý anh chị. Máy xăng 1.6 nha. Rồi bên đây một em Mazda 2. Quý chị nào mà không thích i10 Morning mà giá rẻ rẻ thì em có em này Mazda 2 ha. Mazda 2 sedan, sản xuất 2017. Em này thì Odo 100.000, giá ngoan chào bán 355 triệu cho em xe này. Máy xăng 1.5. Đây là em xe
đi tiết kiệm xăng nhất trong phân khúc nha quý anh chị. À, so với Vios City, MG5 đồ này nọ thì cái xe này đi là tiết kiệm nhất trong phân khúc, không có em xe nào tiết kiệm xăng hơn em này đâu. Và sedan form dáng cũng khá là đẹp, nếu quý anh chị không muốn lựa cho mình một em i10 Morning bản bản thiếu, mà kể cả i10 Morning bản thiếu thì giá vẫn cao hơn em này ha. Em này giá em quan bán chỉ 355 triệu thôi. Rồi quý anh chị nào mà đang thích một em siêu xe để đi cua gái, tán gái hay là chở người yêu đi chơi hóng gió đồ thì đây là một trong những sự lựa chọn hợp lý cho quý anh chị. BMW Z4 bản R vui chưa? R ở đây là Raptor, sản xuất 2011, đăng ký 2012, đã được chủ người ta lên đèn, lên mâm, lên bô. Xe này thì mọi bữa hơi dơ một chút xíu, nói chung là em Quang vừa mới dọn lại hết nè, vừa mới cho dọn lại ha quý anh chị. Rất là đẹp luôn. Đây quý chị nhìn nội thất nè, miên man luôn, sạch sẽ. Đó, thơm phức luôn quý anh chị à, rất là đẹp nha quý anh chị. Đấy, bình thì vừa mới thay luôn. Xe này tặng bình cho quý anh chị ha, bình vừa mới thay ha. À, khi mà mình đề máy lên cái màn hình nó sẽ dở lên nè, có thể mở mui được luôn nè. Đó, bô on off được luôn ha quý anh chị. Giá quan chào bán là 990 triệu nha. Quý anh chị nào mà ưng xem xe qua sẽ còn ra lọc nhiều cho quý anh chị ha. Rồi, 990 triệu cho em xe này. Tiếp theo một em xe cũng khá là thể thao, đến từ thương hiệu Hyundai, Hyundai Elantra, sản xuất 2020. Em này Odo 60.000 cây và em quay đang chào bán với mức giá là 565 triệu cho em xe này ha quý anh chị. Hyundai Elantra phiên bản 1.6 turbo máy xăng nha. Đấy, bản này có cửa sổ chờ nha. Hồi nãy quên nói với quý anh chị, em này máy xăng 2.0 và Odo 67.000 cây. Em này thì Odo 60.000 cây. Rồi một em xe này em quay cũng chưa có quay. Em xe này em quay sẽ ráng quay cho quý anh chị ha. Một em xe đến từ thương hiệu mà diễn viên hài kịch Mr. Bean nổi tiếng thế giới đang sử dụng ha. Đó chính là một em Mini Cooper. Đấy, xe của diễn viên Mr. Bean thì là màu xanh xanh dạ quang, nhìn rất là đẹp. Em này thì là màu xanh đen, sản xuất 2021, bản 3 cửa nha quý anh chị. Mini Cooper 3 door ha. Đấy, Mini Cooper S 3 door. Em này thì sản xuất là 2021. Odo em này 18.000 cây và hiện tại đang được quan chào bán với mức giá 1.580 triệu. Em xe này lăn bánh mới là hơn 2 tỷ nha. Quý chị mua xe của em Quang rẻ hơn được hơn 500 triệu nha quý anh chị. Xe không có lỗi lầm gì hết nha, vẫn hoạt động, vẫn lên đề máy bình thường. Quý anh chị nào mà ưng xe của em Quang thì cứ đến chạy thử xe thoải mái luôn. Rồi, Toyota Corolla Altis bản V 1.8 2022. Odo em này là 30.000 cây và em Quang đang chào bán với mức giá là 710 triệu cho em xe này. Form mới 22 nha quý anh chị. Bản full nha. Các chú mà bên công nhân viên quan chức nhà nước á, đi dòng này rất là nhiều. Bởi vì sao? Bởi vì em này chạy rất là ngon mà giữ giá cũng rất là ghê ha quý anh chị. Rồi, bên đây một em xe rất là thích hợp cho các cặp vợ chồng son vừa mới lấy nhau, vừa có baby nhỏ đây, và hay là cái khu đường nhà mình mà ngập nước đây, như là cái thời đang trời mưa như thế này nè. Đấy thì đây là một trong những sự lựa chọn hợp lý, bởi vì gầm cao, máy thoáng, 5 chỗ, ngồi rộng rãi. Giá thì rất là rẻ, 535 triệu cho em xe này. Hỗ trợ ngân hàng thoải mái cho quý anh chị, đưa trước khoảng lanh quanh hơn 200 thôi mang xe về với gia đình của mình nha. Odo em này là 48.000 cây. Máy xăng, bản tiêu chuẩn 2.0. Đã được chủ người ta lên ghế da, lên camera hành trình luôn nha quý anh chị. Đấy. Rồi, tiếp theo chúng ta có một em Hyundai Tucson máy xăng bản full, bản 1.6 turbo ha, bản cao nhất luôn. 2018 Euro 60.000 cây, giá quay đang chào bán cũng khá là rẻ thôi, 685 triệu. Vậy ngại gì mà quý chị đi lấy những cái con xe như là Kia Seltos nè, hay là những cái con như là Creta, những cái xe đó thì nó được cái đời cao, nhưng mà để mà nói thì em này phân khúc cao hơn nha quý chị, phân khúc cao hơn. Đời thì có thể thấp nhưng mà xe phân khúc cao, công nghệ full, bản full, máy xăng 1.6 turbo, giá 685 triệu nha. Mazda 3 CX-30, Mazda 3 gầm cao, hay còn gọi cái tên là CX-30, sản xuất 2022 bản Premium. Odo em này là 32.000 cây và hiện tại đang được quan chào bán với mức giá là 710 triệu cho em xe này. Máy xăng 2.0 Premium, có cửa sổ chờ nha. Bản Luxury không có cửa sổ chờ nha quý anh chị. Rồi em xe cuối cùng trong video ngày hôm nay, Toyota Auto Body Combs, một em xe điện chỉ dùng để chạy trong sân golf hoặc là chạy trong khu đô thị nhà mình thôi. Đây một em xe giá 200 triệu ha. Thì sẽ có rất là nhiều quý anh chị nói là cái xe này cái giá 200 triệu thì bù thêm xíu nữa lấy VF3, nhưng mà quý chị mua VF3
quý chị đâu có đăng ký vào chạy trong sân góp được đâu. Em này chúng ta có thể đăng ký chạy trong sân góp được ha quý anh chị ha. Đấy, chạy trong cái sân đánh góp à, rất là đã nha quý anh chị. Đây đồ này nọ xe điện luôn. Đấy, Combs đến từ thương hiệu Toyota ha. Giá cả thì quý chị qua xem xe qua sẽ còn thương lượng ha. Dẫn anh nào mà hay đi đánh góp thì đây là một trong những sự chọn hợp lý nha. Đấy, rất là xịn. Rồi, và hiện tại thì Quang đang còn rất là nhiều xe vừa mới về và đang đợi dọn bên gara của em Quang ha. Và em Quang sẽ sớm cập nhật cho quý anh chị. Và đó là toàn bộ những xe mà em Quang đang có cập nhật cho quý anh chị trong video ngày hôm nay. Thì hôm nay là ngày 7 ha. Đấy, thì mưa quý chị cũng thấy rồi đấy. Kính chúc quý anh chị xem video vui vẻ, an lành bên gia đình và thật là nhiều sức khỏe ha. Thời lượng video cũng đã hơi dài rồi. Thì các em Quang cũng xin kết thúc video tại đây. Và nếu quý chị có quan tâm xe nào thì hãy nhấc máy liên hệ cho em Quang với số điện thoại là 0833088882. Và một điều nữa em Quang quên bật mí với quý anh chị là những cái xe từ 2017 đổ lên vẫn hỗ trợ ngân hàng thoải mái cho quý anh chị lên tới 70% trong 5 năm. Ưu đãi lãi suất năm đầu hiện tại đang giảm xuống chỉ còn có 9.5% cho 1 năm thôi. Cam kết giúp em Quang một điều là không bị nợ xấu. Còn lại 63 tỉnh thành em Quang sẽ lo hết cho quý anh chị nha. Rồi, em Quang xin cảm ơn quý anh chị rất nhiều. Nếu quý chị thấy video này hay cho em xin một like, một share, một lượt đăng ký và nhớ nhấn vào nút thông báo bên phía bên dưới ha. Hẹn gặp lại quý chị video tiếp theo. Bye bye.